Vâng, chào mừng mọi người đã trở lại với kênh của Lạc Đường. Hôm nay thì Lạc Đường mời các bác cùng tham quan, trải nghiệm một vài món ngon trong mâm cỗ mà Lạc Đường và gia đình nấu để tiếp khách buổi chiều ngày hôm nay. Với đặc trưng vùng Trung Du Bắc Bộ thì trong mâm cỗ không thể thiếu được như xôi, thịt gà luộc và giò lụa. Với món thịt gà luộc thì nó khá đơn giản nên Lạc Đường đã không quay chi tiết hướng dẫn ngay từ đầu, mà sẽ cho các bác xem những hình ảnh và cách chặt thịt gà xếp làm sao cho nó đẹp mắt. Với một đĩa thịt gà khi ta làm cỗ thì với một con gà 2 cân ấy, để chặt ra 2 đĩa thì quá là đơn giản, nhưng với một con gà này nó là hơn 3 cân thì ta sẽ chặt làm 3 đĩa, thì cần một chút các bác tính toán để làm sao cho đĩa thịt gà nó phù hợp. Ở chỗ Lạc Đường thì mâm cỗ sẽ ngồi 6 người, chính vì vậy mà ta sẽ chặt 4 miếng ức, 4 miếng lườn và 4 miếng đùi, không kể cổ và cánh ta kê đệm để cho đĩa thịt gà nó đẹp. Đó, các bác có thể nhìn thấy đĩa thịt gà rất chi là đẹp. Tiếp tục là đến món giò lụa. Món này thì Lạc Đường cũng đặt mua trên chợ về, ta chỉ việc sắc ra và trình bày thôi các bác. Và đây là hai cách sắt giò đơn giản và dễ làm mà ta sẽ thường gặp ở trong các đám cưới hoặc đám cỗ. Đó, các bác có thể nhìn thấy. Tiếp tục là đến món bê tai chanh. Đây là một món mà Lạc Đường muốn giới thiệu đến các bác trong video ngày hôm nay. Thì bê sau khi ta mua về thì ta sẽ pha khổ nó ra. Các bác cứ pha làm sao cái khổ của nó to bằng cái lon Coca là được. Thì ở đây Lạc Đường là mua 1 cân 6 để cho 5 mâm. Ta sẽ chuẩn bị một chút gia vị, các bác bằm một chút xả, một chút gừng và một chút ớt. Ta sẽ cho vào trong chỗ thịt bê này. Ta sẽ lên vào đây một chút bột ngọt, một chút đường và một chút hạt tiêu. Tiếp đó là một chút tương và cuối cùng là một chút sa tế. Các bác cũng có thể lên vào đây một chút hạt rau mùi, rang vàng và tán nhỏ. Ok rồi, giờ ta sẽ bóp đều lên để thịt bê nó ngấm gia vị và ta sẽ đem đi cuốn. Đấy, các bác dùng dây cuốn chặt cái thịt bê này nó lại. Khi ta cuốn được miếng thịt bê chặt và gọn gàng như này thì khi ta hấp và để trong tủ mát, miếng thịt bê sẽ chắc chắn và khi thái nó không bị vỡ các bác nhé. Ok rồi, giờ ta sẽ xếp thịt bê vào chõ để hấp. Các bác cho vào đây một chút xả đập dập và 2 cốc bia và cho khoảng 1 lít nước vào. Các bác rải một lớp lá chuối xuống dưới và xếp thịt bê lên trên. Sau đó ta sẽ cho nốt cái gia vị vào và đậy một lớp lá chuối lên trên, đậy vung và ta sẽ đem đi hấp. Và đây là thịt bê đã hấp được khoảng 20 phút rồi đây các bác. Đấy, giờ nó đã chín rồi. Giờ là Đường sẽ gắp ra đĩa và sẽ để vào ngăn mát khoảng 1 tiếng thì sẽ đem ra thái. Và đây là thịt bê mà Lạc Đường đã để trong ngăn mát tủ lạnh được hơn 1 tiếng rồi các bác ạ. Đấy, bây giờ thì Lạc Đường sẽ tháo cái dây nó ra. Các bác có thời gian thì có thể để 2 tiếng cũng được. Và giờ thì Lạc Đường sẽ thái hết số thịt bê này ra. Đó, các bác sẽ thái mỏng hết sức có thể. Đây, các bác nhìn này. Miếng thịt thăn này là bên trong vẫn hơi lòng rào một chút đấy các bác ạ. Và đây là miếng bắp này. Đó, các bác có thể thấy không? Đấy, nó có là một lớp bì rất chi là trong. Đó, thì nó bóp tái chanh rất chi là giòn. Đó, cứ như vậy thôi, ta sẽ thái hết số thịt bê này. Và đây là toàn bộ số thịt bê mà Lạc Đường đã thái ra rồi đây các bác. Giờ ta sẽ lên vào đây 4 thìa nước cốt chanh. Đó. Và 1 thìa đường. Đó, các bác sắc đều lên và 1 thìa cà phê bột ngọt, 1 thìa cà phê hạt tiêu. Và đây là tương này. Tương này Lạc Đường làm nước chấm thì Lạc Đường sẽ bớt lại một chút. Trong này nó có ớt cay rồi các bác nha. Tiếp tục là ta sẽ cho vào đây một chút ớt sừng thái sợi, có ớt đỏ và ớt xanh. Gừng và giềng ta cũng thái sợi thật mỏng, thật nhỏ ra. Và cuối cùng đó là xả. Ta cho tất cả vào và lấy hai tay bóp nhẹ tay thôi. Đó, các bác cứ đảo đều tay lên là được. Đến lúc này thì các bác cũng lên thử lại miếng thịt, thấy nó vừa vặn rồi thì ta sẽ cho vào đây là rau ngổ. Các bác dùng tay vặn cái rau ngổ nó ra thì cái mùi thơm rau ngổ này nó sẽ ngấm vào miếng thịt và nó đặc trưng hơn về cái món bê tái chanh này. Ok rồi, giờ thì ta chỉ việc cho thịt bê ra đĩa và thưởng thức. Thì cái trình bày của cái đĩa thịt bê này nó cũng như là thịt dê thôi các bác ạ. Đấy, Lạc Đường trang trí rất chỉ là đơn giản thôi. Và đây là 4 đĩa thịt bê mà Lạc Đường đã hoàn thiện đây các bác. Một đĩa thứ 5 thì đang thắp hương các bác ạ. Tiếp tục là đến món chân giò tần thuốc bắc. Thì món này được làm nào thì các bác cùng Lạc Đường trải nghiệm món này nha. Với món chân giò hầm thuốc bắc này thì là cứ mỗi một mâm sẽ là một cái bắp giò. Ta sẽ sơ chế sạch sẽ và chặt nó ra, chỉ lấy cái phần bắp giò thôi. Các bác sẽ xếp hết chân giò này vào trong nồi và ta sẽ cho nước vào. Ta sẽ cho thêm một chút muối và ta sẽ đẩy vung luộc trong vòng 10 phút. Và đây là chân giò sau khi luộc và rửa sạch rồi đây các bác. Bây giờ ta sẽ chuẩn bị một bát nước cốt chanh với lại muối trắng và ta sẽ dùng một bó xiên ta xiên hết cái mặt bì của cái chân giò đi. Đó, các bác có thể nhìn thấy là Đường đang làm đó. Ta cứ xăm đến đâu thì ta sẽ sát đều đến đó. Để một chút nữa ta sẽ chiên cái chân giò này nó lên. Ok rồi, giờ ta sẽ chuẩn bị một chảo dầu nóng ra. Ta sẽ cho vào đây một chút bột mì để ta chiên lên nó không bị bắn mỡ ra ngoài. Các bác cho chân giò vào đây chiên. Các bác cứ chiên đến khi nó vàng lên kỹ một chút thì tí nữa ta tần lên ấy, cái da của chiên chân giò nó sẽ xốp và mềm. Nếu như các bác nấu ngay thì có thể chiên xong ngâm vào nước đá cũng được. Và đây là gia vị thuốc bắc để tần món chân giò đây các bác. Gia vị này ở trên chợ họ bán rất nhiều các bác nhé.
Và bây giờ thì Lạc Đường sẽ xếp cái chân giò đã được chiên xong vào trong xo. Cái to thì Lạc Đường sẽ đặt vào giữa. Đó. Sắp xếp chân giò xong thì các bác sẽ cho thuốc bắc vào đây. Nếu như mục đích của các bác làm canh bồi bổ thì ta có thể mua thêm những vị thuốc quý hơn. Ở đây thì Lạc Đường chỉ sử dụng những gia vị thông thường, đó là đẳng sâm, đinh hương, hoài sơn, đương quy, kỳ tử, táo tàu và hạt y dĩ và một chút quế. Và đây là hạt sen và lấm hương Lạc Đường đã ngâm rửa sạch rồi. Chút nữa Linh được khoảng 3 phút thì Lạc Đường sẽ cho vào nồi. Giờ thì ta sẽ cho nước xăm sắp mặt thịt và ta sẽ lên vào đây một thìa đường, một chút mì chính và ta sẽ cho vào đây khoảng 4 muỗng xì dầu. Đó, các bác sẽ cho nó đều ra. Và cuối cùng là một thìa bột lên và ta sẽ đẩy bung và mang đi hầm. Và đây là nồi chân giò mà Lạc Đường đã Linh được khoảng 30 đến 35 phút rồi đây các bác. Các bác lưu ý là khi trong khi Linh ta phải mở vung ra và kiểm tra luôn giữ ở cái mức nước ngập thịt các bác nhé. Đấy, nước đã có độ sánh rồi. Và hạt sen nấm hương thì Lạc Đường đã thả vào đây rồi. Chỉ khoảng 10 phút nữa thôi là nồi này sẽ thành công. Và đây là món chân giò tần thuốc bắc đã hoàn thiện đây các bác. Đó, các bác nhìn thấy có bắt mắt không? Rất chi là thơm luôn. Đó. Tiếp tục là một món canh nữa, đó là chân giò Linh với củ sen. Và món này làm thế nào thì các bác cùng trải nghiệm tiếp. Chân giò khi ta mua về làm sạch và ta sẽ chặt những miếng vừa ăn. Đó, các bác có thể thấy là Lạc Đường đang làm đó. Phần củ sen này thì Lạc Đường lúc mua về đã cọ sạch bên ngoài rồi. Bây giờ chỉ việc sắt khúc ra thôi. Đó, các bác có thể nhìn thấy Lạc Đường đang sắt những miếng vừa ăn như vậy thôi. Ta sẽ cho củ sen vào một cái thau và ta sẽ đổ ngập nước vào. Các bác rắc một chút muối lên trên và vắt cho vào đây một quả chanh để cho cái củ sen nó trắng. Tiếp là ta sẽ chuẩn bị một cái chảo nước sôi để ta trần cái xương chân giò lên. Khi ta thấy nước đã sôi và chân giò đã có màu trắng thì ta sẽ vớt hết ra và đem đi rửa sạch. Tiếp tục là ta sẽ xào cái chỗ xương chân giò này lên. Các bác lên vào đây một chút bột ngọt, một chút bột canh cho vừa ăn và ta sẽ đảo đều lên. Các bác cũng có thể cho một chút nước vào để gia vị nó ngấm vào miếng xương chân giò. Khi ta thấy miếng chân giò được ngấm gia vị thì ta sẽ cho vào đây là nước luộc gà. Đấy, các bác để ý và Linh nhỏ lửa thôi. Ok rồi, giờ thì ta sẽ cho củ sen vào Linh tiếp. Cái củ sen này nó không bị bở hay lát cho nên các bác cứ thoải mái Linh các bác ạ. Đấy, sau khi sủi thì ta sẽ hớt bọt cẩn thận đi để nước nó được trong. Và sau khi ta Linh được khoảng 15 phút thì ta sẽ cho hành lá sắt khúc vào đây. Và ta cũng sẽ đơm ra bát luôn. Các bác có thể nhìn thấy là bát củ sen hầm với lại chân giò rất chỉ là ngon. Tiếp tục là một món nướng, đó là vịt nướng riềng. Hôm nay là Đường nướng món này để đãi khách. Trong trang cá nhân của Lạc Đường thì đã hướng dẫn rất chi tiết về món này. Các bác hãy làm thử, các bác sẽ thấy nó hương vị của nó rất là tuyệt vời đấy các bác. Tiếp tục là đến món xào. Thì hôm nay Lạc Đường xào những gì, các bác cùng Lạc Đường trải nghiệm nha. Thì đây là tim cận lợn này các bác. Phần tim này ấy, thì các bác sẽ bổ cái phần cuống nó ra. Phần cuống này ấy, thì các bác thái mỏng đó để xào nó được giòn. Còn phần tim ấy, thì các bác bổ đôi nó ra và thái những miếng vừa phải, cũng đừng mỏng quá và đừng dày quá. Nếu các bác thái mỏng thì tí nữa xào nó không còn độ ngọt, mà thái dày ấy, các bác xào không chắc tay ấy, thì là tí nữa đơm ra đĩa nó sẽ vẫn còn dì máu. Và đây là cật lợn. Cật lợn thì ta sẽ bổ đôi ra và ta lấy hết cái phần hoi trắng ở bên trong cái quả cật đấy đi. Để thái được một miếng cật xào đúng cách và đẹp thì các bác úp lửa quả cật lại. Ta sẽ dùng mũi dao khía nhẹ hờ mặt trên. Khi hết lượt thì ta sẽ xoay lại, khía chéo lại và tiện dao ta sẽ cắt đất luôn. Đó, các bác cứ thái khoảng 3 nhát dao hờ thì một nhát dao đất thật xuống dưới, thế là miếng cật nó sẽ đẹp. Ok rồi, giờ ta sẽ chuẩn bị một chảo nước để ta trần. Các bác cho tí hành và cho tí gừng vào đây. Các bác cho vào đây một chút bột canh và khi nước sủi thì ta sẽ cho tim cật vào, ta sẽ trần sơ lên. Đó. Khi thấy tim cật đã vừa tái thì ta sẽ vớt nó ra và đem đi rửa sạch. Đây là dạ dày này các bác. Dạ dày này thì Lạc Đường đã Linh lên rồi và nó đã giòn rồi. Bây giờ Lạc Đường sẽ thái để phụ thêm vào trong cái tim cật để xào nó được đa dạng hơn. Và khi ta đã thái xong chỗ dạ dày này thì ta sẽ cho phần tim cật này vào. Ta sẽ trộn lẫn lên. Ok rồi, giờ ta sẽ đem nếm vào đây là một chút dầu hào, một chút bột ngọt, hạt tiêu, đường và bột lêm và hành khô bằm và gừng bằm. Cuối cùng là sa tế và ta sẽ bóp đều lên. Ok rồi, giờ ta sẽ hoàn thiện món xào này. Các bác cho một chút dầu và cho một chút hành khô vào phi vàng lên. Tiếp đó ta sẽ đổ tim cật và dạ dày này vào xào. Các bác xào thật căng lửa lên và các bác lên xào khoảng 3 đĩa một thôi. Khi ta thấy tim cật vừa chín đến thì ta sẽ cho vào đây là ớt, cà rốt và hành tây. Ta sẽ đảo đều lên. Và cuối cùng là ta sẽ cho cần tây và hành lá sắt khúc vào. Các bác đảo đều lên là ta sẽ cho ra đĩa và rắc hạt tiêu lên là được. Và đây là mâm cơm mà bố con Lạc Đường đã làm để mời khách buổi chiều ngày hôm nay. Các bác có thể quan sát thấy là ngoài những món cơ bản Lạc Đường giới thiệu ra thì có cả xôi và dưa hấu tráng miệng và rau củ quả luộc. Lạc Đường xin cảm ơn mọi người đã xem video của Lạc Đường. Cảm ơn mọi người rất nhiều.
Hẹn mọi người ở những video tiếp theo.